Ủa giúp chú mấy cái áo này nha. À, tuần sau á chú đi công tác, con có muốn mua quà cho con không? Vô bếp nấu cho tao tô mì coi. Tao đói bụng rồi. Làm gì mà có nhiêu đó mày lao hoài từ sáng giờ vậy? Làm cái gì mà cũng chậm chạp thấy bắt chán. Tôi mà không để tình mẹ nó, tôi đuổi nó lâu rồi. Câm chứ nó phải què đâu mà làm cái gì cũng chậm chạp. Thôi mà em, nó đã không bình thường như người ta rồi. Em bớt khó khăn với nó một tí đi được không? Con có rảnh không? Vô phòng chú á, ủi giùm chú mấy bộ đồ đi. Bà ăn đi. Để tôi vô phòng á, tôi lấy đồ cho nó. Ủi rồi tuần sau đi công tác nha. Ủi giùm chú mấy cái áo này nha. À, tuần sau á chú đi công tác, con có muốn mua quà cho con không? Chú mua cho. Không có sao đâu mà, cứ nói cho chú biết rồi chú mua cho. Vậy ủi kỹ kỹ cho chú nha. An đâu? Sao giờ này còn chưa có cơm nước nữa? Tao đói bụng lắm rồi đó. Lúc nào cũng đợi nhắc nhở là sao? Trời trời, mẹ ơi, ép chị quá vậy. Mẹ mới ăn sáng đây mà chưa về đồ ăn nữa vậy. Tao đói, mẹ không cho tao ăn sao? Mới sáng ra mẹ bắt chị dọn dẹp nhà, rồi bắt đi mua đồ ăn sáng cho mẹ. Vừa về bắt chị đi chợ nữa. Có một mình chị à, ép chị quá. Mai mốt chị nghỉ là không ai thay thế được chị đâu. Tao thách nó nghỉ, chỉ có tao á mới dám chứa cái hạng người như nó thôi. Nó mà nghỉ à, tao kiếm đứa khác gấp 10 lần hơn nó. Đây, để em làm cho. Cứ để em làm. Lỗi con, chú đi công tác mới về mà kia không có ai lên tiếng hết trơn á, nên chú mới chạy lên đây luôn. Cô Hồng đâu rồi? Đi ra ngoài hả? Còn thằng Chiến chú đi công tác á, công tác á, học trò chú á, học được phẩm hơn. Cái này á là sự biết nè, biết sức lắm là bạn học nào rất là tốt. Cái này á không phải là chú mua mà là đối tác á cho chú một thùng lận. Chú đâu có mua đâu, con cầm lấy đi. Thùng ở dưới á, hết á, rồi xuống dưới con lấy tiếp nha. Chú đi á, công tác mới có 1 tuần, thấy con đẹp khác. Đi mới có 1 tuần à, mình nhớ nó rồi à? Có, anh nhớ em thôi mà. Hồi nãy anh về á, anh kêu em quá trời luôn mà em đi đâu vậy? Đó, anh đi công tác có 1 tuần thôi mà em vẫn dưng à. Không có nhớ anh hả? À, anh có mua cho em á cái viên uống ODB nè. Chiết xuất á hoàn toàn từ thiên nhiên, mịn da, trắng da mà chống nắng nữa, rất là tốt nha. Em mà đi ra đường á khỏi sợ ăn nắng luôn. Tránh ra, ông đừng có nịnh. Ông làm gì gấp gáp quá vậy? À, đâu có chuyện gì đâu. Ê, em phải làm nước canh cho chị nè, chịu đi. Ừ, làm cho chị đó. À, còn cái này nữa. Cái này là kem dưỡng trắng da của ODB, hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho da chị trắng sáng nè, còn là mờ đi mấy cái vết đó nữa. Sản phẩm này rất là hot, với lại rất nhiều người xài luôn đó nha. Yên tâm, mẹ em có mấy thùng nhiều mà. Em cứ lấy 1-2 cái ra mà không biết đâu. Chị cứ cầm đi, tặng chị đó. Còn nếu mà mẹ có hỏi á, cứ để em giải quyết cho.
chị sao vậy? An, chị An, chị sao vậy? Mày làm gì từ sáng giờ mày ói hoài vậy An? Cái hộp kẹo giảm ho hết hết cô hết rồi nè. Chút nữa mày chạy ra thì múc tay lấy mấy hộp bỏ về nhà nghe chưa? Thời tiết này lúc nắng lúc mưa, nhà thiếu cái này không có được đâu đó. Mày đừng có nói với tao là mày có bầu nghe. Ai làm cho mày có bầu? Nói, mày không có qua mắt được tao đâu nghe chưa? Sao bà nhìn tôi? Tôi không có làm cái trò đòi bại như vậy đâu. Mày nói đi, tao hỏi mày ai làm mày có bầu? À, cái con khốn này, mày ăn nằm với ai á cho mang bầu, rồi mang về đây á cho vợ tao nghe. Đánh mày chết. Ông làm gì nó? Nếu mà ông không phải làm cho nó có bầu thì ông làm gì mà sồn sồn lên vậy? À, mày nói đi. Tác giả cái bào thai không phải tao mày ơi. Nói. Hả? Tao tưởng đâu á mày là con nhà làm. Rốt cuộc á mày cũng chỉ là một cái hạng gái rẻ tiền. Mày liệu hồn mà cho tao biết chủ nhân cái bầu thai này là ai? Nếu không là mày chết với tao nghe con Trâm. Sao chị có thai chị không nói cho em biết? Mẹ mà biết là mẹ giết em chết luôn đó. Giờ phải làm sao đây? Mẹ mang dắt chị đi phá thai. Không được. Mẹ, chị nghe em nói nè, em còn đi học với lại em cũng chưa muốn làm ba, chứ bây giờ đẻ ra điều kiện đâu mà nuôi. Cậu còn có mẹ cậu mà, mẹ cậu có tiền. Em nói chị không hiểu hả? Chị nghĩ là tôi sẽ lấy một cái đứa cầm giống chị hay sao? Còn lỡ đó không biết mai mốt con tôi đẻ ra có cầm giống chị không? Tôi không biết, ngày mai tôi chắc chị đi phá thai. Không được nói cho ai biết chuyện này, đặc biệt là mẹ. Nếu không chị biết kết quả rồi đó. Thằng này nói là làm. Mẹ ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. Mày còn dám nói? Tại sao gái ngoài kia đầy rẫy, mày thích thì tao đưa tiền cho mày chơi, tại sao mày dám dính tới con Tâm này? Cái thai này chính là của Hiếu. Mày đừng có ngụy biện, con tao không bao giờ làm chuyện đó đâu. Nhất là đối với mày. Mày tưởng là mày làm như vậy tao chấp nhận mày sao? Tao không muốn cháu tao có một người mẹ Tâm giống như mày. Bà và con trai bà thật khốn nạn giống nhau. Thôi được rồi, nếu bà không tin, tôi có bằng chứng. Cậu ta bỏ thuốc và cưỡng hiếp tôi. Cậu ta dùng lời đường mật nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng khi biết tôi có thai, cậu ta liền trở mặt rồi dẫn tôi đi phá. Bà nghĩ đi, nếu tôi đưa bằng chứng này cho công an thì con bà sẽ như thế nào đây? Mẹ yên tâm đi, để con giải quyết. Ngày mai con dắt nó đi phá thai liền luôn. Mày còn dám nói, mày dám chơi mà mày không dám chịu hả? Cứ để con Tâm này sanh nó ra, dù gì cũng là con của mày, là cháu nội của tao. Để nó sanh ra tao nuôi. Nhưng mà mẹ... Không có nói nữa, tao đã quyết định rồi. Đây là cái giá mà bà phải trả khi bà dám đối xử với tôi như vậy. Từ bây giờ, tất cả mọi thứ của bà sẽ thuộc về tôi.
tôi chính là chủ nhân mới của ngôi nhà này.